chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt News TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Liệu Võ Văn Thưởng có đứng sau đường dây buôn 10kg chất cấm và có phải ông ta là đứa con rơi của một cố quan chức nhiều tai tiếng? Kính thưa quý vị, sự kiện 4 nữ tiếp viên hàng không buôn ma túy, trong đó có cháu của đương kim Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm chấn động dư luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu Võ Văn Thưởng có dính líu trong phi vụ này hay không và ông ta sẽ đối phó như thế nào khi người cháu của mình bị bắt? Một lần nữa, Võ Văn Thưởng trở thành tâm điểm cho các thế lực chống Nguyễn Phú Trọng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam khai thác. Việc nghi ngờ về nhân thân của Võ Văn Thưởng có phải là một đứa con rơi, cha của Võ Văn Thưởng là ai lại được đem ra bàn luận soi xét? Liệu tất cả những yếu tố này có khiến cho chiếc ghế Chủ tịch nước của Võ Văn Thưởng lung lay? Tất cả đều sẽ được giải mã trong bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, mấy ngày gần đây, câu chuyện về 4 nữ tiếp viên và 10kg ma túy, trong đó có cô Võ Tú Quỳnh, 30 tuổi, là cháu của tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, khiến chính trường và dư luận Việt Nam như dậy sóng. Trong cùng thời điểm, mạng xã hội lại gầm gồ đưa tin 4 nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và 10kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đây có vẻ như là một trong những tin chấn động địa cầu, đưa tên tuổi đất nước chiều nay nổi tiếng khắp Nam Châu. Và cũng thật khó tin khi cả 4 cô gái này đã tỏ ra bất ngờ, khóc lóc cho rằng các cô không hề biết gì về số lượng ma túy khủng mà các cô đã mang theo bên mình. Tuy nhiên, xét kỹ lại, nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của các cô thì 10kg ma túy quả là không dễ dàng, chắc hẳn phải có một bàn tay nhắm nhúa to bự nào đó phía đằng sau. Phải chăng đây chỉ là một vụ ăn chia không đều nên mới bị phanh phui? Còn về phần 10kg bột trắng, nếu mà vào tay của Cục An ninh Phòng chống ma túy thì cơ hội cao là chúng sẽ được quay lại thị trường tiêu thụ, đằng nào thì tiền cũng về tay đảng. Bởi mới có câu, đảng lãnh đạo nhân dân tài tình, sáng suốt trong mọi hoàn cảnh. Trong sự kiện chấn động trên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lại trở thành tâm điểm và được các thế lực chống đối khai thác triệt để. Họ muốn quy kết trách nhiệm của ông Chủ tịch nước và cho rằng ông Thưởng là con rơi của Võ Văn Kiệt, theo các nguồn tin trên. Võ Văn Kiệt còn có bí danh là Sáu Dân, Chính Hòa, Chính Dũng v.v. Tên thật là Phan Văn Hòa, là con thứ 9 cũng là con út trong gia đình có 8 người con, 6 trai, 2 gái, nên lúc nhỏ Kiệt còn được gọi là Chính Hòa. Cha ruột của Võ Văn Thưởng là Phan Văn Dũng, mẹ ruột họ Võ, nên sau này hắn lấy họ mẹ là Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt sinh năm 1922 tại làng Bình Phụng, cái ấp nghèo thuộc xã Trung Lương, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Chính Hòa lớn lên trong nghèo khó, theo cha nuôi cũng là chú họ tên là Phan Văn Chi, lênh đênh trên chiếc xuồng con gặt thuê cấy mướn cho các điền chủ trên các triền của con sông Tiền, sông Hậu. Trong đám tang mẹ, Chính Hòa đã gặp được người họ hàng bên mẹ, đó là lão Hà Văn Úc, một cán bộ Việt Minh lúc bấy giờ. Hà Văn Úc đã dụ dỗ cu nhóc Chính Hòa đi làm cách mạng. 18 tuổi, Phan Văn Hòa tham gia diễn thuyết tuyên truyền cách mạng ở quê hương. Và rồi cái đêm lịch sử, 23 tháng 11 năm 1940, Phan Văn Hòa là một trong những người chỉ huy trẻ tuổi của cuộc dân loạn ở Vĩnh Long. Người dân nơi đây gọi là đêm cộng sản nổi dậy và sau này quen gọi là Nam Kỳ khởi nghĩa. Trong cái đêm giấy loạn đó, nhiều kẻ bị bắt bị giết. Trong số đó có một người anh trai của Chính Hòa. Đêm đó cha của Chính Hòa là Phan Văn Dựa, mài cây mát thật bén bảo, mày cầm theo cây mát, thằng nào bắt mày đâm cho tao. Sau cái đêm giấy loạn ở Vĩnh Long một thời gian thì Phan Văn Hòa được đón về căn cứ địa giữa rừng U Minh. 2 năm sau, từ rừng U Minh, những kẻ ly khai nhận được tin từ Việt Bắc là Hồ Chí Minh đã thành lập mặt trận Việt Minh. Lá cờ đỏ sao vàng mà theo Võ Nguyên Giáp khẳng định là hiệu kỳ này do Hồ Chí Minh mang từ nước ngoài phúc kiến về và chính thức treo đầu tiên giữa hang Cốc Bó vào ngày 19 tháng 5 năm 1941, dịp khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội, gọi tắt là Việt Minh. Võ Văn Kiệt mừng rơi nước mắt và nguyện theo Việt Minh làm tay sai cho Hồ Chí Minh.
Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 năm 1951, Võ Văn Kiệt ra Việt Bắc tham dự với tư cách là Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu trong đoàn đại biểu Nam Bộ. Sau đó, ông ta được Hồ Chí Minh cho đi tập huấn tại lớp Hoa Nam ở trường Nguyễn Ái Quốc 3 khóa 6 tháng, rồi trở lại Nam Bộ hoạt động. Khi Lê Duẩn được Hồ Chí Minh điều ra Bắc, Nguyễn Văn Linh, bí danh Mười Cúc, chú của tay kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa lên làm bí thư xứ ủy, và lúc này Võ Văn Kiệt, sáu dân từ miền Tây về Sài Gòn gia định làm bí thư khu ủy thay cho Nguyễn Văn Linh. Võ Văn Kiệt có người vợ đầu tên là Trần Kim Anh, bà này con thứ sáu của một điền chủ, lấy nhau lúc bà 17 tuổi, ông Kiệt 27 tuổi. Bà có với Võ Văn Kiệt bốn người con, Phan Chí Dũng sinh năm 1951, Phan Hiếu Dân sinh năm 1955, Phan Thị Ánh Hồng sinh năm 1958 và Phan Chí Tâm sinh năm 1966. Năm 1966, bà cùng hai người con út, một trai một gái, đã thiệt mạng khi quân đội Hoa Kỳ bắn chìm tàu Thuận Phong trong một cuộc càn quét qua chiến khu Củ Chi. Phan Chí Dũng, người con trai đầu của Võ Văn Kiệt, bị bắn chết vào ngày 29 tháng 4 năm 1972 tại kênh Tây Ký, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Vân, tỉnh Rạch Giá, trong một lần đi trinh sát. Ngoài bốn người con với người vợ đầu, Võ Văn Kiệt còn có một người con sinh năm 1952 ở miền Bắc tên là Phan Thanh Nam, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1952. Mẹ của Phan Thanh Nam là Hồ Thị Minh, chủ bút đầu tiên của tờ Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ. Phan Thanh Nam dựa hơi cha quậy nát ngành giao thông để rồi khi cha về vườn, hắn phải chạy xuống Long An mang theo cái công ty Tracody của hắn để đẻ ra cái nhà máy bột giấy Phương Nam với cục nợ đầm đìa. Chủ đầu tư của bột giấy Phượng Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp và vận tải Tracody thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 6, một đơn vị ngoài ngành giấy. Mặc dù vốn chủ sở hữu khi xây dựng dự án bột giấy Phượng Nam chỉ có 39,3 tỷ đồng, khoảng 1% so với tổng vốn đầu tư, nhưng công ty đã đi vay được 2.597,1 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài và đã được nhà nước Việt Cộng bảo lãnh. Bột giấy Phượng Nam là một trong số những dự án thua lỗ nghiêm trọng thuộc ngành công thương đang thuộc diện ưu tiên xử lý của Việt Cộng hiện nay. Bột giấy Phượng Nam được xây dựng tại Long An, có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.487 tỷ đồng, sau điều chỉnh tăng lên 3.409 tỷ đồng. Ngoài những người vợ và những người con trên, Võ Văn Thưởng còn có người vợ chánh thức tên là giáo sư tiến sĩ Phan Lương Cầm, người Huế. Có nguồn tin cho hay Phan Lương Cầm đã tháp tùng Phan Văn Hòa, tức Võ Văn Kiệt, trong một chuyến đi Đông Đức khi Võ Văn Kiệt được Lê Duẩn triệu tập ra Bắc lần thứ hai vào năm 1973 và với nhiệm vụ nữ hộ lý. Phan Lương Cầm đã có một đứa con với Võ Văn Kiệt. Vì không tin cái bào thai trong bụng Phan Lương Cầm là tác giả của mình, nên Phan Văn Hòa, tức Võ Văn Kiệt, không chịu cưới bà này vì lý do tập trung vào giải phóng miền Nam. Đồng thời, Phan Văn Hòa hứa hẹn với Phan Lương Cầm là đợi khi nước nhà thống nhất thì sẽ tổ chức cưới hỏi, nhận con với điều kiện là đứa con kia không được mang họ Phan, họ của bà Phan Lương Cầm và cũng là họ gốc của Võ Văn Kiệt. Để tránh tiếng, Phan Lương Cầm đã xuống Hải Dương đẻ ra đứa con trai và giao cho một gia đình họ Võ. Tại đây, đặt tên cho con là Võ Văn Thưởng để ám chỉ đến Võ Văn Kiệt và cũng là gửi thông điệp cho Võ Văn Kiệt rằng đây là con ruột của ông Võ Văn Kiệt. Mang họ Võ là họ của bà vợ đầu tiên mà Võ Văn Kiệt đã thương tiếc đổi từ Phan Văn Hòa sang Võ Văn Kiệt để tưởng nhớ. Đồng thời, để tránh bị dị nghị nên đứa trẻ sinh ra với giấy khai sinh tên Võ Văn Thưởng phải đôn năm sinh từ 1973 lên 1970. Sau khi Việt Cộng cướp xong miền Nam thì Võ Văn Thưởng được đưa vào Vĩnh Long, quê hương của Phan Văn Hòa, Võ Văn Kiệt, để định cư cho gần họ hàng, gần gũi với quê cha. Để thực hiện lời hứa của mình, 9 năm sau ngày phỏng bi, tức là vào năm 1984. Khi Võ Văn Thưởng tròn 9 tuổi, Võ Văn Kiệt đã cưới Phan Lương Cầm làm vợ chính thức. Trong đám con chính thức và con rơi của Võ Văn Kiệt, thì Võ Văn Thưởng là đứa con giống Võ Văn Kiệt nhất, từ dung diện tới tính cách, vì vậy tên này được thăng chức ào ào và nay là Chủ tịch nước. Còn lại những đứa con khác thì chỉ giống Võ Văn Kiệt ở cái tính cách mafia mà không thừa hưởng được bản chất ngụy quân tử của cha, họ là Võ Văn Kiệt. Tên Phan Thanh Nam
thì ăn chay dễ chết ở Chakudi. Sau này tên Phan Xào Nam cũng là con gơ của Võ Văn Kiệt, là chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc công ty cổ phần VTC Online, dính líu trực tiếp tới game bài Get VIP và Tip Club, đã bị Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đánh sập và lôi ra cả lố tướng tá công an dưới trướng của Trần Đại Quang, mà chỉ riêng Phan Xào Nam đã được hưởng gần 1.500 tỷ đồng chỉ sau 28 tháng vận hành game đánh bạc này. Ngày đầu tài chủ tịch Vinasun là Đặng Phước Thành, cũng là con gơ của Võ Văn Kiệt. Khi Võ Văn Kiệt được bầu làm ủy viên xứ ủy Nam Bộ và phó bí thư liên tỉnh ủy Hậu Giang giai đoạn 1955 đến 1959, và khi tới ấp Hưng Quế 2, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp hiện nay, Võ Văn Kiệt đã lấy một người phụ nữ ở đây sinh ra Đặng Phước Thành vào năm 1957. Để kỷ niệm nơi Võ Văn Kiệt đã ăn nằm với mẹ mình, Đặng Phước Thành đã cho xây dựng tại nơi đây khu quần thể Nam Phương Linh Từ. Khởi công xây dựng từ ngày 30 tháng 10 năm 2009 trên diện tích 5 hectare với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Cổ nhân đã phán, giống rồng thì đẻ ra rồng, lưu điêu thì đẻ ra dòng lưu điêu, cha nào con nấy là vậy đó. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự là bản tin quốc tế. Triều Tiên cảnh báo hành động được xem là lời tuyên chiến với Bình Nhưỡng. Một quan chức ngoại giao cấp cao của Triều Tiên cảnh báo động thái mà họ xem là lời tuyên chiến với nước này giữa lúc căng thẳng khu vực đang leo thang. Hãng thông tấn nhà nước KCNA dẫn lời ông Jo Choi-su, vụ trưởng vụ tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cho biết hôm ngày 22 tháng 3 rằng động thái gây áp lực để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân tương đương như lời tuyên chiến với quốc gia Đông Á. Theo Reuters, đây là tuyên bố đáp trả phát biểu của đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield trước đó. Theo bà Thomas-Greenfield, đã đến lúc Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, gọi tắt là cơ chế CVED. Ông Cho nói, đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc một lần nữa lại đưa ra loạt luận điệu về CVED đã lỗi thời. Bất kỳ lực lượng nào nên ghi nhớ rằng nếu họ cố gắng áp dụng CVED đối với Triều Tiên, họ sẽ bị đáp trả theo luật của Triều Tiên về chính sách lực lượng hạt nhân. Gây áp lực buộc Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân có nghĩa là một lời tuyên chiến, nhà ngoại giao Bình Nhưỡng tuyên bố. Tháng 9 năm ngoái, Triều Tiên thông qua luật mới trong đó tuyên bố là quốc gia hạt nhân và cho phép quyền sử dụng tấn công phủ đầu bằng hạt nhân để tự vệ. Theo Reuters, luật mới được thông qua đã khiến cho tình trạng hạt nhân của Triều Tiên trở nên không thể đảo ngược, đồng thời cấm mọi cuộc đàm phán về vấn đề phi hạt nhân hóa. Triều Tiên sau đó nói rằng họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng chính sách này do điều mà họ cáo buộc là sự thù địch của Washington. Triều Tiên đã thử nghiệm thiết bị hạt nhân đầu tiên vào năm 2006 và thử nghiệm đầu đạn nhiệt hạch vào năm 2017. Trước khi tuyên bố đơn phương ngừng các vụ thử hạt nhân, Bình Nhưỡng luôn khẳng định rằng chỉ dùng các vũ khí này cho mục đích phòng thủ. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un từng tuyên bố quốc gia này sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân dù bị trừng phạt hàng trăm năm. Trong một diễn biến liên quan, quốc gia Thái Bình Dương lo ngại thỏa thuận nâng cấp cảng của Trung Quốc. Thủ tướng Sô Mau cảnh báo việc trao hợp đồng cho một công ty nhà nước Trung Quốc để tái phát triển một cảng thương mại ở của quần đảo Solomon có thể dẫn đến căng thẳng an ninh nghiêm trọng hơn. Đây là một cảng thương mại. Mặc dù tôi nghĩ rằng mối lo ngại đặt ra là nó có thể biến thành một thứ gì đó khác. Tôi cho rằng chúng ta phải giải quyết vấn đề nếu có thể xảy ra. Thủ tướng Samofem Naomi Mataafa cho biết hôm ngày 22 tháng 3 sau cuộc gặp với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Thỏa thuận đạt được giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon sẽ nâng cấp cảng quốc tế ở thủ đô Hoi-Nara và hai cầu cảng nội địa trong khuôn khổ dự án trị giá 170 triệu USD do Công ty Xây dựng Công trình Dân dụng Trung Quốc CCECC thực hiện. Công ty phát triển cơ sở hạ tầng nhà nước Trung Quốc đã quản lý nhiều dự án nước ngoài kể từ khi thành lập cách đây 43 năm, bao gồm ở Israel, Nigeria và Colombia.
Đây là công ty duy nhất nộp hồ sơ dự thầu cho dự án tái phát triển cảng ở quần đảo Solomon. Việc công bố thỏa thuận nâng cấp cảng ở quần đảo Solomon được đưa ra vào thời điểm Mỹ và các đồng minh bày tỏ lo ngại về hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Thái Bình Dương. Samoa, quốc gia duy trì quan hệ ngoại giao thân thiện với Mỹ, cũng lo ngại về vấn đề này. Thông báo về thỏa thuận được đưa ra khoảng một năm sau khi Trung Quốc và quần đảo Solomon ký hiệp ước an ninh. Mỹ và Australia cảnh báo hiệp ước này có thể thúc đẩy quân đội Trung Quốc tăng cường hiện diện ở quần đảo cách bờ biển phía bắc của Australia khoảng 1.700 km. Trong khi đó, quần đảo Solomon vẫn duy trì lập trường làm bạn với tất cả các nước sau khi tổ chức các cuộc gặp với các quan chức cấp cao của cả Washington và Bắc Kinh trong tuần này. Mỹ cũng mở lại đại sứ quán tại Honiara vào tháng trước, một phần để đối phó với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine nhận định Nga thay đổi chiến thuật. Kyiv cho rằng Nga có xu hướng tấn công thường xuyên hơn vào các cơ sở hậu cần và cơ sở cần thiết cho hoạt động tác chiến của quân đội Ukraine. Trả lời phỏng vấn trang tin RBC ngày 22 tháng 3, Phó Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Ukraine Vadim Sibirsky cho biết, hãy để ý đến các cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái của Nga vào các đêm 17 đến ngày 18 tháng 3 và ngày 21 đến ngày 22 tháng 3. Họ đánh vào các kho nhiên liệu ở Novomostoky, Zhytomyr và cũng có những cuộc tấn công ở Yavogi, tỉnh Lviv. Mục tiêu chính là gì? Chính là hệ thống hậu cần quân đội, nơi tập kết trang thiết bị, khí tài của chúng ta. Theo ông, chiến thuật của Nga nhằm phá hủy hệ thống năng lượng của Ukraine trong những tháng mùa đông đã thất bại. Do vậy, hiện tại, Moscow đang điều chỉnh mục tiêu tấn công, đó có thể là hạ tầng quân sự, vị trí tập kết quân, hệ thống hậu cần, quan chức Ukraine đánh giá. Đại diện của cơ quan tình báo quân đội Ukraine cũng cho rằng các cuộc tấn công vào mỏ dầu cho thấy Nga đang tìm cách phá hủy các hạ tầng quan trọng mà Kyiv cần cho hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, theo ông, hệ thống năng lượng vẫn là một trong những mục tiêu của Moscow. Những hạ tầng quan trọng vẫn là mục tiêu của Nga, đặc biệt là những mục tiêu mang tính kinh tế có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Ukraine như các nhà máy lọc dầu, cơ sở quốc phòng, ông Skibisky nói. Ông nhấn mạnh thêm, cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đang phân tích các cơ sở mà Nga tìm cách định vị, thu thập dữ liệu như hệ thống thủy điện, cầu bắc qua sông Dnipro, các sông bay, đường tiếp viện khí tài phương Tây vào Ukraine. Nga liên tục tiến hành hoạt động trinh sát những cơ sở này, ông cho hay. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ hai, song chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 22 tháng 3 cảnh báo phương Tây cần chuẩn bị tinh thần hỗ trợ quân sự cho Ukraine một thời gian nữa bởi cuộc xung đột này đã trở thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài.